Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 11 quận Tân Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 10 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Địa bàn phường 11 quận Tân Bình trước đây cũng chính là vùng lõm chính trị căn cứ cách mạng Bảy Hiền, là cửa ngõ trấn thủ quan trọng. Vì vậy, Mỹ, Ngụy đã biến nơi đây thành vùng căn cứ quân sự liên hoàn để bảo vệ trung tâm Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất. Giữa vòng vây kìm kẹp dày đặc, vùng lõm chính trị căn cứ cách mạng Bảy Hiền vẫn bí mật được hình thành và phát triển cho đến ngày miền Nam giải phóng. Nhân dân Bảy Hiền đã xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch, nuôi giấu cán bộ, vận chuyển vũ khí, thuốc chữa bệnh và đưa con em ra chiến khu để tham gia kháng chiến. Đây cũng là nơi tập trung nguồn lực để làm bàn đạp tấn công trong chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Hồ Chí Minh. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 25 tháng 4 năm 2013, nhân dân và cán bộ chiến sĩ vùng lõm chính trị căn cứ cách mạng Bảy Hiền, phường 11 quận Tân Bình vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.